Tháng 4 là tháng đọc sách với ngày sách thiếu nhi quốc tế mùng 2 tháng 4, ngày sách Việt Nam 21 tháng 4 và ngày bản quyền thế giới Tết sách 23 tháng 4. Hưởng ứng những ngày này tại Hội sách trực tuyến quốc gia năm 2021 đã có hơn 30.000 bản sách chất lượng được giới thiệu đến bạn đọc và trong thời đại công nghệ thông tin bùng nổ thì cũng đã có rất nhiều người khai thác tốt lợi thế của công nghệ số và việc đọc sách. Là cô bé ham mê đọc sách, em Lê Hoàng Chí Hân dành nhiều thời gian để đọc những cuốn sách mình yêu thích. Điều làm cô bé cảm thấy thích thú nhất đó là bên cạnh những cuốn sách giấy hiện có, thông qua chiếc máy đọc sách điện tử, Chí Hân có thể thoải mái lựa chọn những cuốn sách hay để thỏa niềm đam mê của mình. Trên đó cháu có thể tìm kiếm và đọc được những cuốn sách mà không cần phải đọc sách giấy trực tiếp và cũng có thể được biết đến nhiều cuốn sách mới mà không cần phải trực tiếp qua lại cái hiệu sách, thì khi đó mình sẽ tiện lợi hơn trong việc tiếp cận các cuốn sách mới. Người thắp lên ngọn lửa niềm đam mê đọc sách cho cô bé Chí Hân chính là mẹ của em, chị Bùi Thị Thanh Hoa. Với sự trợ giúp đắc lực của những thiết bị điện tử, chị Hoa đã hướng dẫn và truyền cảm hứng để các con tiếp cận gần hơn với kho tri thức của nhân loại. Trong những cái chuyến đi du lịch của các bạn thì có thể mang theo cái máy đọc sách, hoặc là bất cứ một cái chỗ nào thì máy đọc sách nó rất là nhỏ gọn, nó phù hợp với cái việc di chuyển. Thì mình nghĩ là như thế có thể khiến cho trẻ em có cơ hội được đọc sách ở mọi lúc và mọi nơi. Cùng với gia đình thì nhà trường chính là nơi ươm mầm thói quen đọc sách cho các em học sinh. Tại trường tiểu học Bắc Lệnh, bên cạnh xây dựng không gian đọc sách mở tại gầm cầu thang, thì nhà trường đang có kế hoạch xây dựng thư viện điện tử. Từ đó học sinh dễ dàng hơn trong tra cứu tài liệu, tiếp cận sách truyện mới. Việc đầu tư cơ sở vật chất cho thư viện điện tử thì sẽ dựa trên nguồn lực hiện có của nhà trường, sẽ đầu tư cho phần mềm và thiết bị theo thứ tự ưu tiên. Bên cạnh đó thì nhà trường còn có kế hoạch cho cán bộ thư viện, cộng tác viên thư viện tập huấn kỹ năng sử dụng phần mềm, nghiệp vụ trước khi thư viện điện tử đi vào hoạt động chính thức. Gia đình và nhà trường cần trang bị cho các em kỹ năng đọc sách ngay từ khi còn nhỏ, bởi chỉ có như vậy mới xây dựng được nền tảng vững chắc, tạo niềm đam mê với sách cho các em trong tương lai.